bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Thạnh Phú các bạn ơi. Hôm nay mình quay lại vườn của anh bạn. Lô trước thì ảnh đã cho luôn hết các bạn. Hôm nay anh đem về một số gốc mai tàn, đặc biệt đế rất đẹp bạn, sau lưng mình nè, một số cây nè. Mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem rồi báo giá luôn. Anh em nào thấy hợp nhãn thì có thể liên hệ trực tiếp với anh bạn để mình cho lưu với ảnh các bạn. Rồi mà anh em vô tham quan mấy cây mai của anh bạn với mình. Rồi giờ bắt đầu mình vô mình quay chi tiết từ gốc cho các bạn xem các bạn. Đây gốc đầu tiên. Gốc này mình đem về được lâu chưa anh bạn? Khoảng tuần à. Dạ. Cây này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Cây này chiều cao đó khoảng 2,5 m hơn. Dạ. Cây này để rất là đẹp nha các bạn. Cây này giờ có dấu hiệu lên xù vậy anh? Nó ăn lên nè. Dạ. Lên bú cục nhóc nè. Cái này ha. Ừ, giống như sùi chải vậy ha. Dạ. Động cục nó chảy xuống. Trên đây cái đọt chủ nó dằn luôn mà. Mình cũng khá hay nè. Cái này mà anh biết bật bông không anh bạn? Bông đẹp. Bông 8 cánh, 10 cánh. Dạ. Hoành nó nè. Anh đo số hoành anh. Trên cổ rễ luôn ha. Dạ. 59. Rồi ok. Anh đo số trên xíu coi. Trên đây thử coi. Mình đo nhiều mặt cho anh em xem cho nó chi tiết luôn. 51. Dạ, trên một cối thuốc là 51 rồi nè. Ốc thân nè. Cành nè. Cốt cành đó. Lực lưỡng luôn ha. Cốt cành nó 22. Quay bộ đế cho các bạn xem nè. 23, 22. Cây này bông mấy cánh này nè. Anh bạn 8 cánh 10 cánh bông đẹp giống như dảo vậy, bông bao đẹp ha. À. Đấy đều hết bạn ơi, không có bông đế là khỏi chê luôn á, có nồi đế luôn nè. Hoành 59 chính xác luôn bạn, hoành sát mặt đây nè, 59 ở trên thì 51 rồi, trên có thuốc các bạn. Cái này em giao lưu với anh em nhiêu anh bạn? Giá 44 triệu. 44 triệu anh, còn 44 triệu còn thương lượng ha. Thương lượng. Tiếp. Bán tại vườn hay là bao ship cho anh em anh? Bao ship trong khu vực phía Nam. Dạ, 200 cây ha. Ừ. Bao ship 200 cây nha anh em, giá 44 triệu. Cây này rất là đẹp, cái này nuôi là ok đúng không? Quay lại cái bộ đế là cho các bạn xem lại. Quỳnh là chính xác luôn là 59 các bạn. Rồi qua cây số 2 các bạn ơi. Đây. Đây là một cây mai tàn. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao nó khoảng 4 m. Tàn này dữ luôn à. Tàn viên tàn dữ à. Tàn ngang nó khoảng nhiêu anh? Tàn ngang nó cũng cỡ 4 m á, 4 m. Dạ. Nó cả 7 m cắt thành rồi bỏ bớt. Cái này anh rút vô bớt ha. Cái này mặt bông anh biết coi nhiêu cánh không anh? Mặt bông đẹp luôn, hộp có bông rồi mới tàn mất rồi. Dạ. Bông mới 2 lớp á. 10 cánh. Cái lá nó như mai dảo rồi đó nè. Dạ. Lá nó nè. Không đẹp. Cái này nguyên con thú luôn. Cái này em nhớ thấy giống bể sụ anh. Cái này có độc chủ rồi mà. Nguyên con thú. Nguyên con thú nằm luôn. Dạ. 2 chân trước, 2 chân sau. Rồi. Để rất là lớn. Thân nó sắn luôn ha. Ừ, thân sắn nó dặn luôn á. À. Cái đây là cái gì anh? Cái này hồi nó bị chạy hồi nhỏ người ta khải ra, cũng như đó nó lắp đây nè. Dạ. Chủ nhà nó khải. Giờ nó cũng lành ha cái mặt ha anh. Ấy hết nè. Liền hết nữa. Liền xẹo các bạn ơi. Con không đến đổi. Liệu quá thật luôn rồi. Dạ. Đây là 2 cái chân trước rồi. Mình cũng thú rồi. Chân lớn luôn á. Đế là ok. Quay thần sắn nè. Cái vỏ bỏ nè. Vỏ bỏ tự nhiên luôn ha. Ừ. Cũng đi lớn à. To. Anh đo mà em số hoành coi nhiêu anh bạn? tên này đi ha. Dạ. Tên này kiểu eo này. Đó nhiều eo là ấy để cho các bạn xem. 56. Rồi ok đây. Xin xuống anh. Ở dưới này là 60 á. 6 mấy à? 63. Còn cái tủ nó bự nữa. Cái này cả tầm nữa mà. Này đo cái cũ này ha, đo nguyên cái dòng ấy. Anh đo nguyên cái bộ đế đó gần nhiều anh. Rưỡi hơn. Ủa cây này có chỉnh sửa cho anh? Không, cái riêng nè. Đây nè, em thấy nó dặn sắn nè. Ừ. Nó sắn tự nhiên á, theo thân vậy đó. Chỉ cần nó nhiều. Chỉ cần nhất. Nhiêu anh? 28. Gần 30 các bạn ơi. Mấy cái nó lạ là mấy cái chi cành này nó tự sắn luôn ạ, nó dặn luôn. Đây. Có vú bò luôn. Vú bò tự nhiên nhóc. Vú bò ra luôn. Cái này anh biết bao nhiêu lâu cho có bao năm cho anh bạn? Hai mấy năm hả anh? Mấy năm mà cũng mau lớn ha. Mới trước lá họ cũng rồi đó. Cái này mình giao lưu với anh em như anh bạn 140 140 triệu ha. 140 các bạn ơi, giá khởi điểm. Cao tới mấy nhà luôn ạ, rất là cao. Này chiều cao nó khoảng 3-4 mét hả anh? 4 mét không? Dạ. Có một góc kho bạn, góc này cũng khá là khủng rồi. Em có thước nè, mình sẽ quay cho các bạn xem rồi báo giá trực tiếp luôn. Ông lấy bứng cực rồi, ông cắt cụ. Cái này bông mấy cánh anh? Cái này 8 cánh 10 cánh, bông đẹp lắm bông. Đây bộ đế bạn. Lá bành tàn thối thần luôn. Đế cũng ok bạn, khá. Thước đâu mất tiêu rồi, không thước rồi. Để đâu quên nè. Có cái đế này bạn, có cái lớn nè, nãy anh bỏ túi vậy mà. Đây. Thần sắn luôn vậy. Cái này anh biết có bao nhiêu năm chưa anh bạn? Cây này là 50 năm. 50 năm anh. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu ta? Chiều cao nó 1m8. Mét rưỡi rồi. Mét rưỡi à. Chỉ cần nó rất là lực các bạn. Đây nè. Cái này khoảng 3 mấy à. Hai tay 3 mấy 4 người à. Này chơi cái bonsai lùng lực. 16. Này 29 30. Anh đo số hoành thấy con nhiêu anh? Cho các bạn xem tham khảo anh. Con hai cái eo này ha. Dạ. Đo đó rồi mình đo trên cái nữa, đo mình đo nhiều góc cho các bạn xem. Ở đây 105, 106. 106. Ok nè. Bạn đo xích trên nè. Ngay đây, cái bắt ngay đây. Nào. Đây là hình rồi, ok. Đo nhiều góc cho các bạn xem. Đo cái cổ luôn. Ở đây là 80, 79. Rồi ok nè. Đo xích trên luôn nè. Đây là 67. Cái này mình giao lưu với anh em nhiêu anh? 190 triệu. 190 triệu ha. Có bao xếp vậy không anh? Còn phân lượng. 190 triệu giá khởi điểm luôn. Rồi anh em nào thích thì alo trực tiếp để mình thương lượng lại các bạn ơi. Giá khởi điểm là 190 triệu. Cúng từ con. Đâm được rồi đó. Cái này đang anh kích tàn hả anh? Ừ, kích ra cành đó, kích ra cho đều hết luôn. Húng tược có ra nè. Ra tược các bạn ơi. Cây này cao dốc đọt luôn. Cây cao 4 mét hả anh? Anh đâu là số hoành cho các bạn xem anh. Là 48 thôi, 49 đến 48 thôi. Rồi, ok. Cái này giao lưu với anh em nhiêu anh? 12 triệu. 12 triệu là bán tại vườn hả anh? Còn vườn. Dạ, 12 triệu phần lượng các bạn. Còn ngày đây thì nó 49 các bạn, 48, 49. Cái này đế tương đối cũng khá các bạn. Cái này anh em vô lưu được thì mình nuôi lại. Một cốt chiều cao lên khoảng 4 m. Nó giáp hết luôn. À. Đây có luôn nào quay đây, ở đây người ta tưởng con trống mà vậy có luôn. Để đều hết luôn. Này có rễ bự luôn đây nha. Dạ. Giá quá mềm cho một cây mai đẹp. Cái này anh em về nuôi vài năm là ok luôn á. Chỉ cạnh nó ra là chơi cũng được mà bán lại cũng được luôn. 12 triệu. Cái này máy tàn các bạn ơi, một cốt. Chiều cao thì nó khoảng 3 m. Anh đo lại cái hoành cho các bạn xem anh. Cây này cũng mấy chục năm hả anh bà? Cây này cũng mấy chục năm. Hoành nó 43. Dạ. Cái củ nó là nghe. Củ rễ nó đặt ra. Dạ. Như con cú đặt luôn à. Là 65. Dạ. Cái này cho lưu với anh em nhiêu anh? 18 triệu ha. Bông đẹp luôn nha. À, bán tại vườn luôn anh. À, bông bao đẹp. Tiếp theo thì có một cây trang bạn, cây này một cốt. Cái này trang gì anh? Trang vàng, trang ngũ đơn. Dạ. Cây này quanh nó khoảng như mười mấy không anh? 14, 15. Dạ. Cây này cũng khá đẹp ạ. Cái này anh bạn vô lưu luôn. Cái này tàn đều hết. Cái này trồng khoảng bao nhiêu lâu anh? Mấy năm anh? Lấy gì đây trồng khoảng 5. À. Trang vàng, trang nở quanh năm các bạn ơi. Cái này giao lưu với anh em nhiêu anh? 3 triệu. 3 triệu các bạn. Này mình đoán mười mấy rồi mà, một cốt luôn. 3 triệu. Cây em đây thấy có cây em đây nó giao luôn anh. Giao luôn á. Cái đây cũng có một cây này bạn. Có 2 cặp rồi đó. Cây này chắc hoành lớn hơn cây bên kia anh. 15 á. Cây này cũng 3 triệu luôn anh. Ừ. Cặp này 6 triệu các bạn ơi. Có ấy luôn. Chậu luôn. Dạ. Tặng chậu luôn anh. Ừ. Tặng chậu luôn các bạn ơi, 6 triệu. Có bao xếp gì không anh? Xếp là thương lượng. Dạ, rồi ok. Cặp trang 6 triệu các bạn. Tiếp theo thì anh bạn có cho luôn một gốc lộc vừng. Này lộc vừng gì anh? Hồng phấn, bông đẹp lắm. Hồng phấn à? Ừ. Là bông khác cái thường không anh? Đúng rồi, con đẹp lắm. Cái này anh biết có nhiêu năm chưa anh bạn? Cái này chắc ngoài 100 năm rồi. Mình thấy chi cành nó nhậu rất là to đó bạn. Cái này cũng khá độc lạ. Mấy cái chi cành nhậu đó bạn, nó sắn hết trơn nè. Cái này mình hôm nay thì mình không có thấy bông các bạn ơi. Đây, nó bồng bên trong các bạn. Bồng mới tàn hết. Không có nhiễu, nhỏ xuống đẹp lắm. Nó hồng mà nó đẹp. Cây này khá độc lạ. Cái này ra cái dáng gì anh? Cái dáng bay hồi đầu. Siêu phong hồi đầu hả? Ừ. Cây này cũng khá khủng rồi. Cả 100 năm hả anh? Cây này chiều cao nó khoảng chắc trên 3 m anh. Còn cái tàn ngang này nó khoảng 7-8 m hả? Cái này mình giao lưu với anh em nhiêu anh? 400 triệu. 400 triệu ha. Còn thương lượng. 400 triệu các bạn. Có tặng anh em cái chậu này không anh? Tặng luôn chứ. Cái này đâu có rõ được. Dạ. Tặng luôn cái chậu anh. 400 triệu. Còn thương lượng. Tiếp theo bên đây cây này mình có vô luôn không anh? Cái này chắc cái hoành khoảng trăm mấy hả? Cái này cũng thành phẩm rồi, chơi được luôn. Cái này lọc dân gì anh? Lọc dân nó cũng hồng phấn luôn á, bông nó cũng hồng phấn luôn á. Bông nó giống như nó, bông đẹp lắm. Cái cây này hoành khoảng 150 không anh? Ở đó. Cái này thành phẩm rồi, chiều cao nó khoảng 3 mét các bạn ơi. Tài ngang khoảng 3,5 mét. Đến đây bạn. Cái này anh em liên hệ trực tiếp với anh bạn để có giá nha bạn. Mình không có giá cái này. Lộc Vân hồng phấn.